sợ quỷ chứ, ác ma sợ quỷ. Thằng này nghe nói danh hiệu là 20 phải. Chà. Liên triệu quy ác ma sợ quỷ. Sống lại rồi anh em. Không, cái nó phát lên. Nhon này nhon xin thấy đau chứ. Lùa mình vào vậy đấy, lùa mình vào vậy đấy, vào thì trúng trùng liên lại còn trúng trùng cái trúng ăn cái liên rồi vỡ mồm, ăn cái liên rồi 9 giây tám được phát bế nhưng mà vẫn đang trong thời gian trúng liên nên là lại ăn đất. Ý, 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 ý. Ngon quá. Bất ngờ chưa? Mày có lại trúng trùng gì đây? Hình như không phải trúng trùng. Cái đấy là hiệu ứng gì? Mày rồi. À đổi sai đổi sai đổi sai đổi sai đổi nó. Đó lại trúng hai chỗ kìa. À, vợ mồm lại trúng liền rồi. Liền quá liền liền. Ghê nhỉ, mày mạnh cho thích. Quá mạnh trong bị quy định đúng không? Thử cái anh thanh niên Thế Lâm này nha, xem thực lực có thay đổi trong hơn ngày trước không. Nghe nói là Nhật Trung cũ đấy, nhưng mà anh ấy cứ đứng đây từ sáng đến chiều cũng không thấy đánh nhau chẳng hạn.